À, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay sẵn mình điếm hương giao cho một cái anh khách ở Trần Đề Sóc Trăng á, thì mình quay cho các bạn xem luôn ha. Thì đây chính là 3.000 con hương bữa thứ bảy này mình giao cho anh xong ở Trần Đề Sóc Trăng ha. Thì mình đã điếm rồi nè các bạn dòm ha. Thì đây chính là hương size 500 ha. Đây này, thao này nữa đây. Thì bốn cái thao này là khoảng 3.000 con ha, mình đã đếm 3.000 con rồi, mình đã trị hao cho chỗ bên mua luôn luôn rồi đó các bạn. Đây thì đây chính là size 500 nè. Các bạn có nhu cầu mua ương nuôi á, ương giống á, thì liên hệ mình ha. Thì các bạn thường hỏi mình á, size 500 thì nó cỡ bê lớn, thì đây nè mình quay cho các bạn xem nè ha. Thì đây chính là size 500 nè, đây các bạn xem lại lần nữa ha. Thì đây chính là size 500 ha. Đây xe 500 mình mới vừa thay nước rồi mình đếm đặng mình bữa thứ bảy này mình giao cho anh xong ở Sóc Trăng ha. Đây các bạn có thể xem ha. Rồi sau khi thay nước xong mình quay cho các bạn xong rồi mình bỏ giá thể vô cho nó chỗ nó cư ngụ ha. Rồi, các bạn có nhu cầu mua lương giống thì liên hệ mình ha. Thì số điện thoại mình để phía dưới chi tiết của video á, với phần chi tiết của video á, bài viết á, mình có để số điện thoại của mình ha. Thì bạn nào mà có nhu cầu nuôi lươn giống thì liên hệ mình, thì mình sẽ để theo giá thị trường hoặc là rẻ hơn hay các bạn, chứ không có cao hơn đâu, các bạn cứ yên tâm nha. Bạn nào mà có nhu cầu nuôi lươn thì liên hệ mình ha. Còn cái bên đây là những con lươn mà ví dụ như bạn mua 1.000 con rồi mình đếm ra 1.250 rồi cái số dư á mình quăng quăng đây nè. Nói chung lương này là những cái con lương mà khách mua dư á, thì mình quăng xuống cái hồ này nè ha các bạn. Sau một thời gian thì gom gom thì nó cũng được như đây rồi. Lương này size nó không đồng ha, tại vì không phải một cỡ thống nhất, mà ví dụ như khách mua dư cái mình quăng xuống nên nhiều khi cỡ bự cỡ nhỏ nó tùm lum á. Nhưng mà nuôi bây giờ cũng hơi điều cỡ lại nè các bạn nha. Đây đây ha. Khách mà mua dư á, cái mình dư vài chục con vài trăm con mình cứ quăng vô hồ mình nuôi nuôi từ từ thì nó sau 7 tháng thì nó cũng được bê lớn ha các bạn. Còn bên đây cũng là dư luôn mà cỡ nó hơi nhỏ nên mình quăng cái hồ khác nè, thì cái này cũng được nuôi cũng được 4 tháng này ha các bạn. Nè, mình đang thay nước ha, mình đang thay nước ha các bạn. Đây đây nè các bạn thấy ha, thay nước rồi mình giặt ba cái giá thể này nó dơ quá không gầy 4 bữa rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập những video mới nhất khi mình xuất bản ha, cũng như là mình chia sẻ những cái kỹ thuật nuôi lương cũng như là lương giống giá rẻ ha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Chào các bạn.